Lời Chúa theo Thánh Gioan, chương 10, từ câu 31 đến câu 42. Một ngày nọ, người Do Thái lấy đá để ném Đức Giêsu. Người bảo họ: "Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm. Vì việc nào mà các ông ném đá tôi?" Người Do Thái đáp: "Chúng tôi ném đá ông không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng. Ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa." Đức Giêsu bảo họ: "Trong lề luật các ông đã chẳng có chép lời này sao? Ta đã phán: các ngươi là những bậc thần thánh. Nếu lề luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh mà lời kinh thánh không thể hủy bỏ, thì tôi là người của Chúa Cha đã thánh hiến sai đến thế gian, làm sao các ông lại bảo tôi: ông nói phạm thượng? Vì tôi đã nói: tôi là con Thiên Chúa. Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha." Bấy giờ họ lại tìm cách bắt người, nhưng người đã thoát khỏi tay họ. Đức Giêsu lại ra đi sang bên kia sông Giô-đan, đến chỗ trước kia ông Gioan đã làm phép rửa, và người ở lại đó. Nhiều người đến gặp Đức Giêsu, họ bảo nhau: "Ông Gioan đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng." Ở đó, nhiều người đã tin vào Đức Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, đối với niềm tin độc thần Do Thái thì ai tự cho mình là Thiên Chúa thì kẻ đó phạm thượng, và theo luật Do Thái quy định kẻ nào đó phạm thượng đến Thiên Chúa thì bị ném đá. Tin mừng hôm nay thuật lại việc người Do Thái lấy đá ném Đức Giêsu vì người tự cho mình là con Thiên Chúa, người với Chúa Cha là một. Thật vậy, ngoại trừ Đức Giêsu thì bất cứ loài thụ tạo nào tự xưng mình là con Thiên Chúa đều là kẻ phạm thượng. Đức Giêsu thật sự là con Thiên Chúa, và chính Thiên Chúa Cha đã làm chứng về điều này. Theo tin mừng nhất lãm, khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên thì các tầng trời mở ra, người thấy thiên thần Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên người, và có tiếng từ trời phán: "Đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người." Cũng vậy, trong biến cố hiển dung, Thiên Chúa Cha từ đám mây phán rằng: "Đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người." Như vậy, khi Đức Giêsu xưng mình là con Thiên Chúa và khẳng định của người với Chúa Cha là một, thì đây không phải là một lời phạm thượng, nhưng là lời mang đến cho con người niềm vui cứu độ. Thật vậy, nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa nhập thể làm người, người đi vào ngõ ngách cuộc sống của con người để chữa lành và phục hồi những thương tổn nơi con người, mang đến cho con người ơn cứu độ. Điều này được khẳng định qua lời nói và việc làm của Đức Giêsu: "Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha." Nguyện xin Chúa cho mỗi người chúng con luôn biết mở rộng tâm hồn để tình yêu và sự thánh thiện của Chúa chiếu sáng và thánh hóa vùng tâm tối tâm hồn chúng con.